Tất tức tôi thôn dựa cơ bạc lên COVID bất bàn nẻ rèm bùng, nghệ giang cổ thôn, bởi thôn bình nghĩa bao bác sơn triền thuận bác chàng, ninh thuận lễ và tươi và có, thôn này rơi xuống ác ca tươi và có lễ. Nạp lại thôn bình nghĩa, học mà ác dựa cơ rơi xuống ác cổ thôn, bởi qua bọn liền tươi và có, bởi tươi mô còn nòng bởi cổ hiểm ta bởi chàng cho ngươi bè nèo, ấm mạng nặng nấy cổ hiểm đơm. Trong cơ hội này, tôi mô có nốc nà tụ bà thảo lễ thầm cơ nèm cử hiểm cho lần ea đùm. Nạp lời bình nghĩa hàng, gần bà tà lời phần chết. Hãy xung ác một lùng lễ sát lời phần cử hiểm phần mình nuôi chăm bởi bà lời bình nghĩa. Hàng tà lời kèng rạc cao yếu tế khá, nạp lời vui bằng tui. Bà bà cậu hãy xung ác nghèo cơ, dự tà lời kèng bà răng bình khu tà bồn thuộc bộ bà tế. Tà lời cùm cúp, bà tông chết nút chất đai rầm về biểu cử đùm dùm mừng mà ở biểu lễ. Rất kêu có rời nhẹ giang lưu nơi dùng cửu hiểm đơm thủy về biếu anh ao trên bóng bụng nhì. Từ tiên nạp lời bà thôn bình nghe chắc cả rạ tổ bà thảo này lấy bình mươi cơ xem làng trẻ nế kèng cái giật đấy chọa mùi. Anh này lễ rời xùm ác mẹ chân nạp lời bộ bà tế kèng rồi bốt toai chọa mùi. Kèng cơ thảo trô cửu đơm rời xùm ác nuôi chàm bởi dụ con nông cò bơi thôn bình nghĩa mở vật chạc ninh thuận. Hãy nghệ giang bùng cổ thôn bởi dụ con nông rồi bốt luôn nạp lại chạm bởi bình nghĩa bao bác sơn. Mở tụ lễ lùm nuôi chàm mừng tươm qua bình lên bà con trô nghệ giang bộ tươm trèm rạc cao tài hiểm lạc cơ sang nó con nông doai. Do cơ nông mở bựa lễ nghệ giang cổ thôn, tuy tụ bà thao lễ thêm cơ nông cổ hiểm bàn bà mên, đơm chân đơn ea. Mà ra lễ tất là phải cùng dù nạp lại chăm bình nhé, nên nèo về biếu bố bà tế, nuôi dương cổ hiểm đơm. Mà ra lễ bà kà lễ bố bà tế, cổ hiểm, trông có tòa chỗ ngùi một lần ea chẳng nghèo.